Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà Đá Thác Môn Gia Tốt sẽ dẫn quý vị đi tham quan con đường Dương Công Khi của Hóc Môn. Đường Dương Công Khi mình thì có chiều dài khoảng 8 km nha quý vị. Và điểm xuất phát của Tân Hòa đó là điểm giao nhau giữa đường Quách Điêu và đường Dương Công Khi, giáp danh giữa xã Xuân Thế Thượng và xã Vĩnh Lộc. Đấy, quý vị đi theo Tân Hòa, đường con đường Dương Khi của mình là đường mới làm quý vị nhé, đường mới làm nên rất sạch sẽ, sạch đẹp luôn. Và tất nhiên là Tân Hòa thì giới thiệu với quý vị con đường Dương Công Khi này dựa trên cái tinh thần là nhà môi giới, cho nên là sẽ giới thiệu với quý vị sơ qua về cái giá nhà đất của dọc cái tuyến đường Dương Công Khi của mình nhé quý vị nhé. Đây, nhà quán cà phê mới, nhà hàng mọc trên đường Dương Công Khi quý vị. Thì trước và sau khi cái tuyến đường Dương Công Khi này nó Chị được nói cái mà sửa nó sang xong ấy, thì cái giá bất động sản nó tăng lên cũng tương đối nhiều quý vị. và nó phải Trước đây khéo cái đoạn đường mà quý vị đang theo cả dõi này là nó nó là là tiền thuộc đó là ấp 1 Xuân Thế Thượng ấy, nằm trên đường Dương Công Khi này. nó phải Thì khéo mặt cái tiền gì tiền đường này kim mà thì nội ơi mà đất nội ở đây có giá khoảng tầm 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ một lô, tức là chia ra thì có thế là chỉ đứa trị là giá khoảng sai. tầm 30 đến ba mấy triệu một mét thôi. Nhưng mà từ sau khi con đường này Dương Khê này nó làm xong ấy, thì cái giá trị bất động sản nó tăng lên rất nhiều đấy. Có thể bây giờ hiện tại có những khu vực trên cái đoạn đường Dương Khê nó tăng lên 50 mấy triệu mét. Và hiện tại cái giá chính thức của cái đoạn đường quý vị đang xem trên màn hình này nó có giá khoảng tầm 45 đến 50 triệu một mét, tùy theo diện tích nhé. Diện tích càng nhỏ Đường thì Dương Công Ty này khoảng 8 km. cái giá bất động sản là càng càng cao nhé. Đây, quý vị tiếp tục nghe nhé. Lần này vẫn thuộc ấp 1 Xuân Thế Thượng quý vị nhé. Mà sau khi làm xong về mặt tiền đường, giá trị bất động sản tăng lên do đường xá đẹp này, xung quanh bên có vỉa hè này. Khu vực này cách đây mấy năm trước ấy thì hoang vắng lắm nhé. Bây giờ là công ty xí nghiệp mọc lên như nấm luôn đấy. Đấy quý vị xem này, mặc dù là đất trống còn nhiều nhưng mà giá cao lắm quý vị, không phải là cứ nhìn thấy đất trống nhiều là giá rẻ đâu. Khi Tuấn Hòa đang quay cho quý vị là trời cũng hừng hừng, nó cũng gần gần tối rồi, nhưng bà con bắt đầu bật điện lên rồi quý vị. Đường xá thì đẹp rồi đấy, xung quanh người ta xây dựng các quán ăn nhà hàng cũng một số mọc lên này. Những khu này tập trung nhà xưởng thì mọc lên nhiều hơn này. Trời vào tối bà con đi xe máy cũng bật đèn lên này, xung quanh là cái sự xây dựng các thứ nó cũng ngổn ngang lên nhà xưởng này. Trời vừa vừa mới mưa xong quý vị, mới mưa xong nên là vẫn còn một số vũng nước đọng trên đường này, vỉa hè sạch đẹp này. Đấy, mình vẫn đang đi trên ấp 1 với nhị nhé, ấp 1 thẳng dài mấy cây số chứ không phải là ngắn. Ok, giá khu này thì cao một chút quý vị nhé, giá này thì cao gần như là tôi rằng. Đây, quý vị đi tiếp theo cùng với Tuấn Hòa này. Vẫn là mình vẫn đang đi trên ấp 1 quý vị nhé. Chưa chưa qua khỏi ấp 1 này, sắp qua ấp 1 này. Ở bên hai bên đường là dân cư rất sầm uất này. Cách đây mấy năm trước cái khu này hoang vắng lắm, đường xá thì xấu. Ok này. Xung quanh đây thì bây giờ quán rất nhộn nhịp này, đường xá, quán xá đông đúc. Giá bất động sản khu này cũng cao lắm, từ 45 đến 50 triệu một mét đấy. Đây, đường rất đẹp luôn, mới làm xong đẹp. Đoạn từ Dương Khi đoạn này, sau khi mà bất động sau khi mà đường Dương Khi làm xong thì giá trị bất động sản ở khu này tăng nhiều, tăng cao khác, tăng gấp 1,5 lần so với trước luôn. Rồi, mình vẫn đang 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 ở ấp 1 quý vị nhé.
đoạn này đoạn 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 ấp 1 này Dương Quy này giá tương đối cao so với cái toàn bộ cái trục đường Dương Quy này. Đường xá sạch đẹp luôn, có vỉa hè luôn. Công ty xí nghiệp mọc lên như nấm luôn. Ngôi trường tiểu học một sẹt của Dương Khuy mới xây quý vị nhé. Trường này rất đẹp luôn đấy. Rất rất đẹp luôn trường học này, còn cho nên là cái giá trị bất động sản này tăng nhiều. Cây xăng Dương Quy quý vị này, từ lúc cái cây xăng này mọc lên ấy là giá trị bất động sản quanh quanh cây xăng này nó cũng tăng lên rất nhiều này. Cây xăng này nó cũng quyết định cái khu vực này nhiều lắm, cộng con đường mọc lên này. Đường nó sửa sang làm mới lại nên là giá trị bất động sản trên cái tuyến đường Dương Quy này đoạn ở qua ấp 1 này tăng rất nhiều luôn này. Xá này. Tầm này thì đường xá cũng không đông đúc lắm, nhưng mà tầm sáng ấy, trưa nên xe ô tô lớn đi qua nhiều. Thì tuyến đường này là cái trục đường qua Phan Văn Hớn này và rẽ sang bên Đức Hòa này. Và thông tiếp trên Củ Chi này, cho nên quốc lộ 2 này, cho nên là mật độ giao thông có thể coi như một trục đường chính. Đường này thì nói chung là cơ bản là không không có quán cà phê lớn này. Còn rất nhiều quán cà phê tiệm phòng tập gym này. Nói chung là không không có quán cà phê lớn này. Mình chuẩn bị đến ngã Ba Dòng nha quý vị nhé, khu di tích ngã Ba Dòng thì đây kề bên tay trái quý vị là khu di tích ngã Ba Dòng quý vị nhé. Đây là điểm giao nhau giữa đường Dương Khi và đường Phan Văn Hớn nhé. Bên tay trái quý vị là ngã khu di tích ngã Ba Dòng quý vị nhé. Khu vực này bên tay phải quý vị là ấp 5 Xuân Thế Thượng này. Khu vực này đường xá cỏ cây rất đẹp này. Bên tay trái quý vị là khu di tích ngã Ba Dòng, khu di tích lịch sử nhé. Đường rất đẹp, đoạn đường này được nâng cấp nên hệ thống thoát nước cũng rất chi là ok. Và quý vị sắp đến cái điểm giao nhau giữa đường Dương Công Khi và đường Nguyễn Bứa quý vị nhé. Ok, để quý vị có nên Hóc Môn tham khảo giá nhà đất thì biết đây bên tay trái mình là khu di tích ngã Ba Dòng này. Mà mình bắt đầu đến cái điểm giao nhau giữa đường Dương Công Khi và đường Nguyễn Văn Bứa này. Đèn đỏ là thưa quý vị, mình phải dừng đèn đỏ, chấp hành đúng luật giao thông nhé. Còn 11 giây nữa thôi để qua đèn đỏ này. Ok, tiếp tục quý vị nha. Bắt đầu qua đường Nguyễn Văn Bứa và đường Dương Quốc Huy điểm giao nhau đó là quý vị sang bên bắt đầu tiếp cận với xã Xuân Thế Sơn. Hiện tại bên quý vị đang 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 tại vị trí Xuân Thế Sơn thì bên tay phải quý vị là hồ câu cá quê hương quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu câu cá qua đây này, Tuấn Hòa cũng hay câu cá khu vực này mà câu cá toàn móm ấy. Rất hiếm khi được cá này. Giá trị bất động sản bên phía đường Dương Kỳ thuộc xã Xuân Thế Sơn ấy thì có thấp hơn bên khu vực ấp 1 Xuân Thế Thượng một chút và
Nói chung là tầm từ 3 năm đến 45 triệu khu vực này. Khu vực này thì sầm uất lắm, rất nhiều công ty xí nghiệp nhưng mà cái giá trị bất động sản thì nó vẫn thấp hơn bên khu Xuân Thế Thượng. Đoạn đường này có công ty Thành Phát, là công ty quý vị có hẹn gặp ai thì nói là công ty Thành Phát thì rất nhiều người biết, biệt thự rất rất to và đẹp, trắng tinh. Quán ăn cũng mọc lên ấy. Tất nhiên khu vực này cái nhà hàng quán ăn này nó không thể sầm uất so với đường song hành được, nó cũng thi thoảng cũng mọc lên một vài cái nhà hàng nhỏ nhỏ. Cái đoạn đường Dương Khi thuộc Xuân Thế Sơn này thì hai bên đường rất nhiều công ty xí nghiệp quý vị nhé. Công ty xí nghiệp khu đường này gần như là tập trung rất đông công ty xí nghiệp nhà máy ở khu vực này nhé. Kia bên tay phải quý vị là công ty Thành Phát này, biệt thự rất to đẹp này, trắng muốt này. Đấy, quý vị nhìn xem, Thành Phát Corporation này đẹp luôn. Bên cạnh là Thiện Phát giống nhau thế chứ. Đường sáng càng ngày càng tối đi này. Ok, tiếp theo đây, giao nhau giữa đường Dương Ngô Khuy và đường Trương Thị Như quý vị nhé. Xung quanh rất nhiều công ty xí nghiệp nhà máy. Về quý vị là bắt đầu sang đến địa phận của xã Tân Thế Nhì quý vị nhé. Xã Tân Thế Nhì này thì cái giá trị bất động sản này cũng rẻ hơn bên Xuân Thế Thượng và Xuân Thế Sơn một chút. Khu vực này thì nói chung là về cơ bản là dân cư là thưa thớt này, vắng. Tuy nhiên thì giá trị bất động sản này cũng là rất cao chứ không có rẻ quý vị. Đấy, xung quanh hai bên đường là cũng toàn công ty xí nghiệp nhà máy rất nhiều luôn. Công ty xí nghiệp nhà máy nhiều. Trước cái buổi trước ấy, thời điểm trước ấy là khu vực đoạn đường này là rất cái chợ chiều tập trung rất đông ấy, rất gây cho kẹt xe rất nhiều ấy. Nhưng bây giờ thì hình như chính quyền xã người ta làm cái chợ bên trong cho nên là cũng hạn chế chuyện kẹt xe và buôn bán ở ngoài đường tầm tầm chiều tối này, là kẹt xe rất nhiều do cái buôn bán bên lề lòng lề đường rất nhiều. Bây giờ để tránh những cái hiện tượng đó. Bên là toàn nhà máy xí nghiệp rất nhiều, rất nhiều nhà máy xí nghiệp luôn. Giá trị bất động sản ở Tân Thế Nhì thì nói chung là rẻ hơn một chút so với bên Xuân Thế Sơn và bên Xuân Thượng.
đường xá bây giờ cũng rất đẹp. Mua một lô đất mặt tiền đường Dương Công Quy ở phía Tân Thanh Nhì này, bây giờ giá cũng tầm 4 tỷ trở lên thì mới có thể, 4 tỷ trở lên ấy, mới có thể dám nghĩ đến. Xung quanh công ty xí nghiệp nhà máy rất nhiều lắm. Cây xăng này quý vị nhé, này cây xăng này. Dương Công Quy nhé, trên đường Dương Công Quy thì có khoảng 3 cây xăng quý vị nhé. Trên Xuân Thế Thượng có một cây xăng, Tân Thế Nhì có một cây xăng và bên Tân Hiệp có một cây xăng nhé. Dê Thùi A Dũng, cây Thùi A Dũng thôi. Đoạn đường này thì bắt đầu trở lại xấu xấu rồi quý vị. Đang đi trên đường đẹp mà sang đường xấu ấy, nhìn thấy chán ngay đúng không? Đường này, khu này nó chưa chưa làm cho nên là xấu. Đoạn Xuân Thế Sơn, đoạn Xuân Thế Thượng ấy làm đẹp mà đi sướng. Đoạn này đường xấu. Không biết sang năm 2020 người ta có làm tiếp đoạn này không? Trên Xuân Thế Thượng và Xuân Thế Sơn là đường rất đẹp, không được dừng khi khu vực đấy, đoạn đấy rất đẹp luôn. Tuy là nó không được rộng nhưng mà rất đẹp luôn. Quý vị vẫn đang đi trên đường Dương Công Quy đoạn qua xã Tân Thanh Nhì nhé. Đoạn qua xã Tân Thanh Nhì này thì đường xá nó cũng hơi kém tí, chỉ vì người ta chưa làm ấy. Đây là ổ voi đúng không? Ừ, đúng, ổ voi chứ không phải ổ gà nữa rồi. Vũng nước như là đường lữ dân công nhưng mà chung là ít hơn. Trời càng lúc càng tối nhưng mà ánh đèn đường này đã bật lên rồi quý vị nhé. Xung quanh đoạn đường này vẫn nhiều lúc đoạn vẫn còn rất hoang sơ. Đoạn đường mà Tân Sơn Nhì chung là đường vẫn còn, xung quanh vẫn còn rất nhiều cây cối này, cả là cây lá chuối tràn ra là đường luôn. Có tiền thì cứ mua khu vực này đầu tư cũng được, tại vì khi đường nó chưa làm ấy thì nó giá nó còn mềm một chút, khi nó làm xong rồi thì cái giá nó tăng lên nhiều. Cái khu vực này thì đường bên hơi nhiều mộ mồ mả một chút. À, quý vị vẫn đang đi trên đường Dương Công Khi nhé, mà mình đang hướng ra cái đường đường quốc lộ E2, sắp đến đường quốc lộ E2 quý vị, chắc chỉ còn tầm 400-500 mét là đến đường quốc lộ E2 thôi. Đoạn đường này là hơi xấu, khi là mong là người sang năm người ta làm thì cho nó đẹp đẹp, nên giá trị bất động sản khu này tăng lên, nhưng mà cái đường xa đẹp thì người ta dễ mua hơn, mặc dù có thể giá cả nó cao nhưng mà người tiêu dùng người ta mua người ta vẫn sướng hơn. Trời tối đoạn đường này đèn điện nó cũng không ấy, cho nên camera của Tuấn Hòa ghi thì nó cũng không được rõ lắm. Quý vị chịu khó căng mắt một chút này. Vũng nước nhiều vì trời mới mưa xong ấy, cho nên nước cũng còn nhiều. Ok, bên tay trái quý vị là Thế Giới Di Động nhé. Thế Giới Di Động ở đây gọi là ngã ba Hồng Châu. Ok, ngã ba Hồng Châu quý vị, đây quốc lộ E2 quý vị nhé. Bắt đầu mình sang đường luôn này. Sang đường đoạn này nó một phần là đường của đường Lê Lợi và đường Dương Khi cắt ngang, mình sang đây mình rẽ trái và thế này tiếp tục vào đường Dương Khi quý vị nhé. Ok, rẽ trái đi, rẽ trái rồi em rẽ trái vào đường, tiếp tục hành trình trên đường Dương Khi cho quý vị. Đoạn đường Dương Khi ở phía bên này là thưa quý vị là thuộc xã Tân Hiệp, Hóc Môn.
Ok, mình bắt đầu vào đường Dương Quy, đoạn xã Tân Hiệp quý vị nhé. Đường ở bên đường Dương Quy ở bên Dài xã quá Tân bà Hiệp ấy ơi. thì đường rất rộng nhé. Dài lắm, mấy cây Hai số mới hết đường container tránh này. nhau thoải mái quý vị nhé. Và đi nói chung là rộng nhất so với tất cả các đoạn đường Dương Ngoài đây Quy hả? mà mình vừa đi qua quý vị nhé. Đường này thì không có vỉa hè nhưng mà nói chung là đường rộng rãi. Đấy, biệt thự rất đẹp luôn. Rất chi là đẹp và đại gia. Rất chi là rộng. Đấy, thưa quý vị là đường Dương Quy đoạn này là dân cư là cũng không đông lắm nhưng mà có những cái gia chủ có những cái mảnh đất rất lớn thôi. Đường xã rất rộng rãi. Khu vực Tân Hiệp này thì giá trị bất động sản thì nói chung là rẻ hơn ở bên Xuân Đức Sơn và bên Xuân Đức Thượng. Mặt tiền đường rất lớn nhưng mà này, nói chung là khu vực này dân cư nó thưa thớt đấy cho nên cái giá trị bất động sản nó cũng rẻ hơn một chút. Mặt tiền đường rất lớn luôn, hai bên cũng rất nhiều công ty nhà máy xí nghiệp này. Nói chung muốn nói thì rẻ thôi nhưng mà cũng phải tầm 4 tỷ rưỡi đến 5 tỷ trở lên thì mới có thể dám nghĩ đến chuyện mua được cái một lô đất ở cái mặt tiền đường đoạn này quý vị nhé. Nhưng không phải là rẻ mà là ít tiền đâu. Rẻ là rẻ hơn so với bên ấp 1 này với cả bên chỗ đoạn Xuân Tân Sơn. Nhưng tôi cũng giá trị bất động sản nói chung ấy là cũng là rất cao đấy. 4 tỷ rưỡi đến 5 tỷ trở lên. Tại các thời điểm mà Tuấn Hòa muốn nói với quý vị là tại thời điểm cuối năm của năm 2019 nhé. Để cho quý vị dễ hình dung chứ không phải nói ví dụ các năm trước thì mình không không thể nói trước được. Đoạn này sao đoạn vắng thế nhỉ? Đi một đoạn dài cũng thấy xe đấy, bây giờ mới thấy mấy cái xe máy. Nói chung đoạn này hai bên đường vẫn là đất trống nhiều nhé. Nhà dân thì cũng có nhưng mà đa số là mặt tiền đường đi vào trong toàn là ruộng. Đất trống nhiều, hai bên đường đất trống còn nhiều quý vị. Đoạn này thì đường xá nó cũng hơi xấu tí, ổ voi, ổ trâu cũng có vẫn còn này. Tuy nhiên là đường rất rộng cho nên sớm muộn thì nó cũng sẽ sạch đẹp thôi. Nó rộng rồi cho nên là người ta có sửa chữa nó dễ, muốn mở rộng khó đấy. Đoạn mình đang đi gần nhà máy nước Tân Hiệp quý vị nhé. Nhà máy nước Tân Hiệp trên một đoạn nữa là tầm 300 400 500 mét nữa là bên tay trái quý vị nhé. Và có một đường bên tay phải đấy là đường ra đường sông Hành với quốc lộ 2. Đường xá rất rộng luôn thưa quý vị so với các cái con đường ở Hóc Môn là đường này tương đối rộng. Quán cà phê đẹp quá trời. Trời mưa xong nhiều vũng nước đọng, đường xấu nó dễ nhìn biết ngay chỗ nào đọng nước là biết ngay là chỗ đường hư. Đây bên tay trái quý vị là nhà máy nước Tân Hiệp quý vị nhé, rất chi là đẹp, sạch sẽ đẹp đẽ này. Bên tay trái quý vị là nhà máy nước Tân Hiệp rất chi là đẹp rộng, rất chi là đẹp.
Bên tay phải quý vị là đường Song Hành nhá. Ở đấy đường Song Hành mình nhá. Đâm đây là đầu đường Song Hành. Trần Đức Thiền Viện thôi, bên tay phải quý vị là Trần Đức Thiền Viện. Trời nó hơi tối nên là cái camera của Tân Hòa quay nó không được rõ lắm, quý vị thông cảm nhé. Hy vọng là đợt sau có điều kiện thì sắm sửa camera nó quay được trời tối nó rõ hơn để phục vụ quý vị tham khảo các cái con đường Hóc Môn và tham khảo cái thị giá trị bất động sản nhìn chi tiết và tổng quan quý vị có ý định đầu tư hay là định cư sinh sống ở Hóc Môn ấy, thì quý vị tham khảo. Trời tối nên là quay nó không được nét lắm, đoạn lùm cây như này nó bóng nó không ánh sáng nó khó quay. Còn đường này thì quý vị Tấn Hòa sắp đưa quý vị ra đến cuối đường Dương Công Khi nhé. Thì cuối đường Dương Công Khi mình thì nó giao nhau với đường Đỗ Văn Dậy. Đường Đỗ Văn Dậy là đi từ thị trấn Hóc Môn đến cầu Sáng và xuống tỉnh lộ 15 Phú Chi nhé. Thì đường Dương Công Khi mình thì giao nhau với đường Đỗ Văn Dậy, tức là quý vị đi hết đường Dương Công Khi đến đoạn đường Đỗ Văn Dậy thì quý vị rẽ trái là về Củ Chi và rẽ phải thì vào thị trấn Hóc Môn nhé. Chuyến hành trình của mình chắc cũng gần đến đoạn giao nhau giữa đường Dương Công Khi và đường Đỗ Văn Dậy rồi. Nói chung là rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Tuấn Hòa đúng không? Và nếu quý vị có cái nhu cầu nhà đất Hóc Môn ấy thì hãy liên lạc với Tuấn Hòa theo số điện thoại 0908 214842 nhé. Nếu quý vị yêu thương Tuấn Hòa thì hãy cho Tuấn Hòa một like của video này và đăng ký kênh của Tuấn Hòa để cho làm cái động lực động viên Tuấn Hòa để Tuấn Hòa tiếp tục làm cái video khác phục vụ quý vị nhé. Rồi mình đã chuẩn bị đến cái điểm giao nhau của đường Dương Quy và đường Đỗ Văn Dở rồi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Xin cảm ơn.